Ui. Rồi, hello, Hậu xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Thạch Hậu Vlog nha. Hôm nay tiếp tục làm bếp câu cá nữa bạn ơi. Hôm nay mình câu lưỡi nhỏ luôn ha, lưỡi cái sặc. Này mình mới mới làm nè các bạn. Một xíu luôn nè. Mới phục thù được mấy con cá rô mini nè. Nó phá mồi vài mấy mấy hôm rồi. Nay mình câu tép nữa ha. Đây nè. Tép trộn với cám nha bạn. Đó. Cho nó thơm thơm. Đây. Đặt nó mình sẽ câu với cái bụi đó đó bạn. Đó. Rồi, giờ xin mời tất cả các bạn theo dõi nha. Nay câu buổi trưa luôn các bạn ơi. Nắng quá trời nắng này. Nay mình câu sau nhà nữa ha. Đây nè. Với bụi chuối nè. Rồi. Để các bạn theo dõi. Đó, đó. Lên nào. Một em ơi. Lưỡi nhỏ vậy mới phục thù được nè. Đó, đó. Lên hàng. Lên hàng. Phá đã rồi. Mắt nó mình để xuống kìa. Để xuống. Ức lý không. Ô ô ô. Lên nào. Ui. Ôi ôi trong kia nó chạy đi con én sát sát đất quá sát đáy quá nó thấy nó
Ui. Rồi, kết thúc clip luôn các bạn ơi, nắng quá nên này để coi thành quả cầu buổi trưa nữa bạn duyệt như ha. Rồi, cái đồ lon không à, cái đồ bảy rồi các bạn ơi, có cầu nãy giờ nè được nhiều đầy các bạn này, cái đồ bảy ha, nó có to lắm nhỏ với được một em cá rô phi nữa mà buổi trưa này. Cá nó còn quá trời luôn, nắng quá nghỉ rồi mồi mình cũng hết rồi nữa mà. Còn cám thôi nè, ôi rồi quá em nè, chưa không à nghỉ rồi ha. Để kết thúc clip luôn các bạn ơi, bạn xem yêu thích thì nhớ để lại cho mình nút đăng ký nha, like và chia sẻ để mọi người biết về những màn câu cá của miền Tây nhé bạn. Rồi, bye bye, chào bạn.